Coi tắc nghe nè, trái nó gì nè cả nhà. Cây này là những cái cây tắc, này là những cái cây tắc lớn của em, mình chiếc nhánh ra đó nha. Mà hôm nay trái nó lớn như vậy nè cả nhà. Đây là những cái tắc mà em chiếc ra đây. Trái nè, thấy mê không cả nhà? Nó các anh chị thấy nhìn nó giống như là cái trái quýt vậy đó, nhưng mà nó là cái trái tắc nha, không phải là trái quýt đâu. Trái nó nặng triệu cạnh vậy luôn á. Cái cây lớn nhà của em á, em chiết ra đó mà nó được gì nè. Trái thông á cả nhà. Nhưng mà em cũng đâu có để phân gì đâu, em chỉ mua cái phân ở ngoài lô Home Depot, em về em chỉ đổ vô trong cái chậu rồi em chiết cái cây từ cái cây lớn ra cái cây nhỏ thôi, mà trái nó ra như vậy đó. Hôm nay là 24 Tết rồi, thành thử ra hả, cũng vào cái dịp Tết mà được hai cái chậu này cũng em cũng mừng lắm, được hai cái chậu tắc này để trưng. Năm nay á, thật sự mà nói là bên ngoài á, lạnh quá, tắc cũng không có được nhiều trái nữa, mà tắc nó cũng không có được đẹp như vậy nữa. Đây cũng là cái cây tắc mà em cũng vừa chiết đây, em chiết được 2 tuần mà hôm nay bông nó nở lắm luôn á cả nhà. Nhìn nè, nhìn bông nó nở từ ở dưới gốc mà nở dài lên thân cây luôn nè, bông nè đó. Mấy anh chị thấy không, rất là đẹp luôn á, bông rất là nhiều, bông bông mà đến nỗi mà sai cành luôn á. Bông mà nó ra chùm chùm như vậy luôn nè. Mấy anh chị nhìn nè, bông nè. Đó. Bông mà nó chỗ mà từ ở dưới gốc mà nó chỗ dài lên luôn. Cái này em chiết được 2 tuần nha các anh chị. Cây tắc này là em mới vừa chiết được 2 tuần thôi đó. Mà bông mà trái hết sức là trái luôn nè. Đó. Bữa nay là 24 Tết rồi, nó chỗ bông như vậy á, em nghĩ là qua Tết nó mới ra, Tết nó mới có trái. Bây giờ là bông nó đang nở nè, bông của nó nở rất là thơm luôn á các anh chị. Các anh chị xem nè, bông mà nở tuốt ở trên đây nè, bông chùm chùm vậy luôn á. Em chiết cây được 3 chậu. Cái cây này em cũng chiết nhưng mà cái cây này thì lại nó cũng có trái. Bữa hổm nó trái nhiều lắm nhưng mà em tưới nước á, em không biết cách á, em tưới trên cái cây nó đi xuống không, thành thử ra bông nó rụng hết. Mấy anh chị nếu mà có trồng mà bất cứ cây gì á, khi mà nó chỗ bông á, mấy anh chị đừng có tưới từ ở trên cái thân cây nó, từ ở trên cái đọt cây nó tưới xuống nha, mấy anh chị tưới với cái gốc của nó thôi. Cây này thì nó cũng chưa có bông nhưng mà được có một cái là nó xanh hết cái thân, cái gốc của nó cũng rất là đẹp. Em chiết được 3 chậu này em cũng rất là thích, tại vì cái cây này nó ra Tết là nó có trái rất là nhiều luôn nè. Đó, mấy anh chị thấy không, ra Tết là em nghĩ là nó trái, nó trái xum xê luôn á. Đó. Đó, rất là nhiều trái luôn á anh chị. Còn đây cái tắc này á, em rất là thích nó, em thích nhất là nguyên cái chùm trái của nó như vậy nè. Đó, các anh chị thấy không, cái này là em chiết ra đó mà trái nó xum xê vậy nè, em rất rất là thích luôn á các anh chị nè. Trái nè, trái rất là nhiều trái luôn, mà cái cây nó không có lớn đâu các anh chị ơi, cây nó cũng nhỏ thôi mà được con cái là trái quá chèn luôn. Cái trái của nó bự y như là cái trái quýt của mình vậy, trái quýt
Trái quýt Thái bên đây á, bên Mỹ nè, trái quýt Thái nó cũng bự bự như vậy đó. Nó căng bóng luôn, căng bóng luôn á. Căng bóng luôn, y như là cái trái quýt vậy đó, nhưng mà nó là trái tắc nha. Em rất thích cây này. Em chỉ có được ba cây mà chỉ có được cây này là nó ra trái nhiều thôi. Nghĩ lại mùa đông rồi em phải đem đi vô trong nhà vậy nè. Em vô đem vô trong nhà gì để em trưng Tết. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó các anh chị. Đây từ trên đi xuống là cây nó nhỏ vậy thôi, nó không có lớn. Còn bông cây cây tắc bên đây thì nó bông bông mà em nói là bông mà sai trái luôn á, bông mà tuốt ở dưới cái gốc của nó nè, bông cũng nở quá chèn luôn á. Rồi em đứng gần ở đây chứ cái mùi nó thơm bát ngát luôn. Cái này là nó là có một cái trái tắc nhưng mà em cắt bỏ rồi, em cắt bỏ cái trái tắc này rồi. Để nó nuôi cái thân của nó nuôi bông của nó. À, để mà qua cái mùa đông này em sẽ chỉ cho các anh chị mua cái loại phân để sử dụng cho cây nó vừa ra bông như vậy nè. Mình sẽ gãi cái loại muối Instant Pot nha, để cho nó giữ cái lá, nó giữ cái trái của nó chắc trái á, nó chắc lá, nó chắc trái. Lá thì nó sẽ xanh, còn khi mà nó có trái rồi thì nó sẽ giữ cái trái của nó không có bị rụng trái đó các anh chị. Nhà nhưng mà nó nở vào vào ngay cái dịp Tết luôn cả nhà, nhìn nè, cái trái tắc của nó y như là cái trái quýt gì đó, y như là cái trái quýt nhỏ gì đó mà rất là bọng nước luôn nha cả nhà. Nhưng mà nhiều người không biết tưởng đâu nó là cái trái quýt chứ thật sự đó là cái tắc của mình đó, cái tắc của mình cũng chiết nhánh đó. Mình cũng đâu có để phân gì nhiều đâu, mình chỉ có loại đần Hendelbo mình mua cái bao 14 mét đó, mình đem về mình chỉ để vô chậu thôi. Hôm nay có nó ra lá non nè, cả nhà thấy không, nó ra rất là nhiều cái lá non luôn và trái nè, cả nhà nhìn trái thấy ham không? Trái rất là nhiều mà trái nào trái nấy hả, thật là bóng lưỡng no nút luôn á. Cái này mình đem vào trong nhà, mình cũng đem vào nhà nha. Cái này tại vì mùa đông tới mình phải đem vô, và mình cũng nghe cái dịp này mình trưng Tết luôn. Hôm nay là 24 Tết rồi. Đó, cả nhà thấy không? Cái cây nó nhỏ thật á, nhưng mà trái trái sai chiểu luôn á. Cả nhà nhìn nè. Thấy không? Trái rất nhiều. Trái rất nhiều luôn á cả nhà. Cái cây của mình cũng không có lớn lắm, cây của mình cũng cây nhỏ thôi. Mấy cái cây tắc này của mình là cây nhỏ thôi, nhưng mà được có một cái là nó cho trái rất là nhiều luôn. Tại mình đem đi trong nhà mình để ở đây nè, nếu mà mình để ở ngoài là cây của mình sẽ bị chết á. Cả nhà thấy không? Mấy anh chị thấy không, cây tắc của em nó cũng nhỏ thôi, cái chậu của em nó cũng nhỏ thôi, không lớn, nhưng mà được có một cái là trái rất là nhiều, trái em thấy mê luôn á cả nhà ơi. Em rất thích và em cũng chiết được 2 cây, một cây ở đây thì mới vừa ra hoa thôi, hoa rất là nhiều, chưa có trái nhưng mà hoa rất là nhiều nha. Qua rất là nhiều. Và cái cây này thì đó, cả nhà thấy không? Nó cũng không có lớn, nó vậy thôi nhưng mà trái được được con cả là trái, quá trái luôn. Trái hả mà không biết là cứ nghĩ đây là trái quýt thôi, chứ thật sự nó là trái tắc đó nha cả nhà. Mà trái coi nè.
Thấy thương không? Trái từ ở dưới cái thân luôn nè, từ ở dưới cái gốc này nè. Đó, trái dài lên luôn. Tại vì mình đem vô mình trưng Tết đó cả nhà. Đây nè các anh chị, em sử dụng cái loại muối này nè. Em sử dụng cái loại muối này nè để mà em gãi vô trong cái thân cây của nó lúc mà nó đang có bông như vậy nè. Em sẽ sử dụng muối này, thường là em pha, nhưng mà tại vì vô đây là mùa đông rồi em không có pha với nước, mà em gãi, em hốt một nhúm gì đó, em gãi với cái thân gốc của nó như vậy nè, để mà khi mà tưới nước cho cây á, nó sẽ thấm từ từ, nó sẽ thấm muối từ từ ra, thì nó sẽ giữ được cái trái của mình, cái thân cây của nó sẽ giữ lại nha cả nhà. Mỗi một ấy là em chỉ có gãi một nhúm thôi, mỗi một chậu em chỉ gãi một nhúm tay vậy thôi đó. Rồi em tưới nước từ từ vô, thì em tưới nước từ từ như vậy á, nó sẽ thấm từ từ, nó sẽ giữ cái thân, nó sẽ giữ cái trái luôn, và nó giữ cái lá cho nó xanh luôn á cả nhà. Đây là có nhiều anh chị em hỏi em á là em dùng cái gì để giữ cho cái trái nó, là em dùng chỉ có dùng muối như vậy thôi. Epsom salt. Em dùng cái này em gãi cho những cái gốc cây của em á. Em cũng gãi mỗi một gốc nó chút gì khi mà nó đang có bông như vậy nè. Thì em gãi ở đây gì để cho em tưới nước á, để cho cái muối này nè nó thấm từ từ, nó săn chắc cái cây của mình lại nha cả nhà. Nó giữ cái cây của mình lại tốt lắm luôn á.